Xin chào các bạn, đây là hình ảnh ngay sau phẫu thuật một ca mũi cấu trúc. Trong đó là có sử dụng mô da nhân tạo để làm dày phần da trên cái sống mũi. Trước đây da của bạn rất mỏng và đã kéo dài cũng như là nâng cao được cái phần sống mũi và kéo dài được phần đầu mũi. Và các bạn sẽ rất ngạc nhiên. Đây là hình ảnh mũi em. Anh có muốn xoay gương không? Lấy gương soi nhé. Sang trọng không? Sau này cái phần này nó sẽ thấp xuống một chút. Đúng rồi, bây giờ nó đang còn sưng. Em là ở nước nào? Malaysia. Ở Malaysia hả? Không vấn đề gì. Em về được bao nhiêu ngày? 31 tây hả? Sao? Thấy mặn một không? Và các bạn, đây chính là hình ảnh trước phẫu thuật. Đây chính là hình ảnh trước phẫu thuật của chị. Phần đầu mũi. Thì rất là ngắn, nhìn trực diện là có thể thấy hở lỗ mũi. Rồi cái phần sống mũi là không có gì. Đó, các bạn có thể thấy phần sống mũi rất là thấp và da mỏng. Đó, và đây chính là hình ảnh ngay sau phẫu thuật. Em có thích cái dáng mũi này không? Đúng rồi, cảm giác sẽ cao, sau đó thì cái phần này sẽ thấp xuống này. Nó thon lại, còn cái phần này thì giữ nguyên. Đó. Sau phẫu thuật nó chỉ hơi nề một chút thôi. Và bây giờ lấy hình ảnh trực diện đi. Ở đây chính là hình ảnh trực diện trước phẫu thuật. Đây là hình ảnh trực diện ngay sau phẫu thuật. Toàn bộ cái vùng đầu mũi của em đã được kéo dài và làm kín rồi nhé. Trong quá trình phẫu thuật này em có bị đau gì không? Chắc không? Không đau. Được rồi, để anh gửi cho. Được rồi, các bạn nghe. Để anh gửi qua Messenger thầy.